I sure hope you are paying attention to this because that's critical to the security of privacy of a user. So I was very surprised when I learned that Bigis let them know about the problem and they didn't do anything to solve it and they didn't even respond to the company. I think that's irresponsible on their part. After reading the research from Bigis, I would definitely not use it. I would use a good old password using several letters in my password with caps locks and letters, but no, I'm not using this information on your laptop. Vâng, vừa rồi thì anh chị vừa xem cái clip về cái kết quả vượt qua cái lỗ hổng nhận diện khuôn mặt trên các cái laptop được BKV trình bày tại hội nghị Black Hat năm 2008 tại Washington DC. Và tiếp sau đây là clip về vượt qua cái công nghệ nhận diện mống mắt Iris Scan của các dòng điện thoại Samsung vào tháng 6 năm 2017. Trên thế giới đã vượt qua cái công nghệ nhận diện khuôn mặt lúc đó thì được lần đầu tiên cũng sử dụng trên các cái dòng laptop cao cấp nhất thời điểm đó. Và cái việc vượt qua này thì đơn giản là chỉ bằng cách là sử dụng một cái tấm ảnh. Và trong năm 2000 trong tháng 6 năm 2017 thì việc vượt qua cái công nghệ nhận diện mống mắt Iris Scanner của Samsung thì cũng chỉ bằng một bức ảnh và một chút hồ nước phết lên trên cái hình ảnh cái mống mắt. Và cái ảnh thứ ba thì chắc là mọi người các anh chị ở đây chắc cũng thấy khá là gọi là quen thuộc trong một vài ngày gần đây. Không biết là mọi người có nhận ra cái mặt nạ này là mặt nạ của ai không ạ? Vâng, đây là chiếc mặt nạ được chúng tôi thiết kế đặc biệt với cái cấu trúc là bằng khung 3D bằng nhựa. Khung 3D bằng nhựa với các hình ảnh 2D ở mắt, ở mồm được dán lên và một chiếc mũi silicon. Và với cái chiếc mặt nạ này thì chúng tôi đã vượt qua được cơ chế xác thực Face ID được sử dụng trên chiếc iPhone 10. Chúng tôi cũng đã có một clip đưa ra cách đây vào ngày 10 tháng 11 vừa rồi. Và trong buổi hôm nay thì để cho mọi người có thể xem rõ hơn thì tôi sẽ làm lại cái demo này trên với chiếc điện thoại mà tôi đang có trên bàn bây giờ. Vâng, đầu tiên thì ở đây thì tôi đã có một chiếc iPhone 10 sẵn ở trên cái giá này. Chiếc iPhone 10 này thì đã được cấu hình học cái mặt của tôi. Và bây giờ tôi sẽ đặt nó trên cái giá. Và như vậy, cái đầu tiên tôi sẽ thử nghiệm là mở khóa chiếc iPhone này. Đầu tiên chúng ta thấy đây là trước mặt chiếc iPhone là không phải một người. Và chúng ta cùng xem. Chúng các bạn chú ý vào màn hình. Như vậy, rõ ràng là trước mặt chiếc iPhone thì không phải là một người nào cả. Và chiếc iPhone sẽ yêu cầu là chúng ta nhập passcode để có thể truy cập vào chiếc điện thoại này. Bây giờ thì tôi sẽ thử nghiệm lại và tôi sẽ mở khóa chiếc iPhone này bằng chiếc mặt nạ được thiết kế đặc biệt. Vâng, các anh chị có thể chú ý vào những màn hình.
Vâng. Như vậy chúng ta con đã được mở khóa. Tôi sẽ thử nghiệm lại một lần nữa. Hôm trước thì trên cái clip ở trên chúng tôi đã công bố thì cái hình ảnh nó hơi nhanh nên một số bạn không nhìn thấy cái hình ảnh cái khóa ở trên màn hình. Vâng, rất dễ dàng để mở khóa. Và đây thì chúng ta sẽ cùng xem cái cấu hình security của Face ID vẫn đang để chế độ yêu cầu cao nhất của cái cấu hình. Tức là cái cấu hình này nó sẽ yêu cầu là cái chủ nhân, theo giới thiệu của Apple thì nó sẽ yêu cầu chủ nhân phải nhìn trực tiếp vào cái điện thoại thì điện thoại đó nó mới được mở khóa. Tuy nhiên thì như chúng ta thấy là cái chiếc mặt nạ này thì đã mở khóa được. Và để chứng minh cái chiếc điện thoại này là của tôi thì tôi sẽ thử mở khóa bằng chính khuôn mặt của mình. Rồi, nó đã tự mở ở các góc độ khác nhau. Ok. Ok. Vâng. Chuyển giúp mình slide. Vâng, và như vậy thì cái demo ở đây của tôi nói lên điều gì? Như các bạn đã biết thì Apple khi giới thiệu cái công nghệ Face ID trong buổi ra mắt thì họ có nói rằng thứ nhất là cái Face ID của iPhone X này không nhận ảnh 2D. Nhưng thực tế như vừa rồi thì mọi người sẽ thấy là nó đã nhận ảnh 2D, bởi vì trên cái mặt ở đây của tôi là tôi dùng cái ảnh 2D tôi dán lên cái khung 3D. Đây chính là ở đây có một cái ảnh là chúng tôi lúc nãy chúng tôi vừa cắt đây. Đây chính là ảnh 2D để cắt ra để dán. Như vậy là Face ID đã nhận ảnh 2D. Thứ hai là trong buổi ra mắt thì Apple cũng giới thiệu là họ cũng đã phải mời các cái chuyên gia tạo mặt nạ từ Hollywood cũng như các cái chuyên gia trang điểm để tạo những cái mặt nạ và từ đó làm cho Face ID có thể phân biệt được mặt thật và mặt giả. Mặt giả ở đây có nghĩa là các cái mặt nạ. Nhưng mà trong trường hợp này thì rõ ràng là Face ID đã bị lừa bởi chiếc mặt nạ. Và Face ID Face ID thì theo nguyên tắc là chỉ nhận một khuôn mặt. Nhưng mà như vậy rõ ràng vừa rồi là tôi vừa mở được mặt của tôi, tức là chiếc điện thoại này được mở vào mặt của tôi, đồng thời là mở một chiếc mặt nạ. Như vậy nó nhận cả mặt của chủ nhân và mặt nạ, và chúng ta cũng đã hiểu đấy là hai khuôn mặt, bởi vì rõ ràng là chắc chắn đây không phải là ông Tuấn Anh, tôi đây. Vâng, và tiếp theo sau đây thì xin mời anh Nguyễn Tiểu Quảng, CEO của BKV, xin mời anh. Xin chào các anh các chị và các bạn, và các bạn đang theo dõi qua livestream. Cái clip về việc cái chiếc mặt nạ do BKV chế tạo đã có thể qua mặt cái bypass cái Face ID của Apple mấy ngày hôm qua đã gây sự chú ý rất là lớn trên khắp thế giới. Và mọi người rất là ngạc nhiên là tại sao cái mặt nạ của BKV rất là đơn giản và với cái việc chế tạo nó chỉ hết $150 thì lại có thể đánh bại cái Face ID, thì trong khi có rất nhiều cá nhân và các nhóm khác ở trên thế giới, bao gồm các chuyên gia an ninh mạng và thậm chí là cả hoài nghi nữa, cái cách là BKV nó đánh bại cái Face ID của Apple như thế nào. Và đấy là lý do tại sao chúng ta có cái buổi họp ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ chỉ ra, sẽ chia sẻ là chúng tôi đã làm như thế nào để có thể bypass cái Face ID. Thì trước tiên thì chúng ta phải đi về bản chất của cái công nghệ Face ID là như thế nào. Ở đây là hình ảnh của Apple khi ra mắt cái iPhone 10. Để cho đơn giản thì chúng tôi, đây là hình ảnh ở cái khu vực gọi là hệ thống Face ID. Chúng tôi chỉ để lại 3 cái yếu tố làm nên cái hệ thống Face ID. Ở đây thì chúng ta có thứ nhất là một cái nôm na về bản chất để cho dễ hiểu, để lát nữa chúng ta có thể hình dung cái cách của chúng ta làm. Thì đây là cái thành phần thứ nhất của họ, là một cái có thể nôm na hiểu là một cái bóng đèn
bóng đèn nhưng sử dụng bóng đèn ánh sáng hồng ngoại. À, cái bóng đèn này nó có nhiệm vụ là nó sẽ chiếu sáng mặt của chủ nhân để chụp bức ảnh nó có độ nét tốt, và luôn luôn là như vậy. Thế và cái tính năng này nó sẽ sử dụng thường xuyên. Nếu là cái bóng đèn thường này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nhấp nháy không ổn chút nào về trải nghiệm. Thế thì họ đã sử dụng cái bóng đèn về hồng ngoại. Tương tự như là cái công nghệ Iris Scan của Samsung chúng tôi đã nghiên cứu cũng có một cái bóng đèn giống như thế này. Thứ hai là cái camera hồng ngoại, nó sẽ chụp cái hình ảnh hồng ngoại của mặt chủ nhân. Cái hệ thống Iris Scan của Samsung cũng có hai cái này. Và của Apple thì thêm một cái này nữa, chúng ta có thể hiểu đây là một cái bóng đèn thứ ba, à, bóng đèn thứ hai. Cái bóng đèn này thì thay vì nó chiếu cái bóng ánh sáng như thế này và hồng ngoại, thì ở đây nó lại chiếu theo các cái chấm điểm, một cái lưới chấm điểm. Thì chúng ta có thể hình dung là cái chấm điểm nó chạm vào các cái bề mặt ở trên mặt của mình, ở cái điểm cao và điểm thấp khác nhau thì cái phản xạ ánh sáng nó khác nhau, và cái bức ảnh chụp bởi cái camera hồng ngoại này thu về, họ sẽ phân tích cái phản xạ khác nhau để tạo ra, họ biết được là cái nào ở điểm cao, cái nào ở điểm thấp, và tái tạo lại cái khuôn hình 3D. Đơn giản nó là như vậy. Đấy, thì nếu hiểu như thế thì chúng ta sẽ thấy mọi việc nó sẽ bắt đầu đơn giản hơn. Và như vậy ấy, thì chúng tôi là những nhà nghiên cứu về bảo mật, là những nhà nghiên cứu về an ninh. Và đây là công việc của chúng tôi. Khi có một công nghệ mới ra trên thế giới, đặc biệt nó ảnh hưởng, nó sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới, thì đấy là công việc và là thách thức đối với những nhà nghiên cứu an ninh mạng như chúng tôi. Ví dụ như các chị đã nghe anh Tuấn Anh nói lúc trước ấy, là năm 2008 thì cái lần đầu tiên trên thế giới đưa ra cái công nghệ nhận diện khuôn mặt vào trong máy tính trên tay, thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu ngay, và sau đó vài tháng thì chúng tôi đã chỉ ra là có thể vượt qua, và tức là công nghệ chưa đảm bảo, chúng tôi cảnh báo cho người sử dụng. Hay là gần đây Samsung đưa ra như vậy thì chúng tôi cũng là một trong hai đơn vị đầu tiên trên thế giới đưa ra cái cảnh báo là nó cũng chưa đảm bảo. Và lần này là Face ID. Thế thì đấy là nhiệm vụ của chúng tôi, và như vậy ở đây chúng tôi sẽ phải vượt qua ba thứ. Thứ nhất là cái bức ảnh chụp bởi cái cái mặt người sử dụng. Thứ hai là cái chúng tôi phải vượt qua là cái hình 3D của khuôn mặt. Và đặc biệt ấy, trong buổi giới thiệu thì Apple cũng nói đến cái công nghệ AI trí tuệ nhân tạo để giúp cái máy iPhone 10 này nó có thể phân biệt đâu là cái mặt nạ và đâu là cái mặt người. Vốn người ta đã đoán trước đấy là cái để vượt qua thì chắc là người ta sẽ làm những cái mặt nạ như vậy. Thế thì có ba cái thách thức chúng tôi phải vượt qua như vậy. Và là những người làm về an ninh mạng và cũng như là đã theo đuổi cái việc là tìm hiểu cái công nghệ về nhận dạng khuôn mặt này 10 năm nay, thì tôi là người trực tiếp theo dõi cái buổi ra mắt của Apple. Và khi thấy Apple nói đến cái sử dụng AI để nhận diện khuôn mặt, và có nhắc đến cái việc là có nhờ Hollywood và các cái nghệ nhân tạo cho họ những cái mặt nạ để cho cái AI họ học để giúp nó phân biệt mặt nạ với mặt thật, thì ngay tại lúc đó thì tôi đã nhìn thấy là cái công nghệ dùng AI này của Apple đã có lỗ hổng, có điểm yếu. Tôi đã cảm nhận thấy như vậy. Cái đấy chúng tôi đã có thể vượt qua cái đây 9 năm. Thứ hai là hình ảnh 3D thì chúng tôi có thể in một cái mặt nạ 3D. Vậy bây giờ cái thách thức lớn nhất vẫn là cái AI, là cái phức tạp hơn trong cái vấn đề này. Và như đã nói, khi theo dõi cái buổi ra mắt của Apple thì tôi đã thấy nó có vấn đề. Và đến đầu tháng 11 thì chúng tôi Apple chính thức bán iPhone 10 ra thị trường, và chúng tôi đã có trên tay vào ngày mùng 4 sau 5 phút thử nghiệm. Với cái suy nghĩ từ trước, cái triết lý đã đặt ra từ trước, sau 5 phút thử nghiệm thì chúng tôi đã nhận thấy là đúng những cái chúng tôi đã suy nghĩ ở đây là như thế nào. Chúng tôi lúc Apple ra mắt thì tôi đã nghĩ như này này, là Apple đã học, như Apple nói là họ sẽ học hàng tỷ cái mặt người thật, và sau đó học các cái mặt nạ do Hollywood làm. Và tôi thấy ngay một điều là vậy thì Apple cái iPhone 10 ấy, nó có thể phân biệt là đâu là mặt thật tất cả, và hay là đâu là cái mặt nạ tất cả, tức là tất cả cái đấy là mặt nạ hay là tất cả cái đấy là mặt thật, nó có thể ok. Chúng tôi thấu hiểu AI nó làm việc như thế nào, và chúng tôi biết rằng nó với cái cách như Apple nói thì nó sẽ ông
ông Ngô Tấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của BKAV. Ban tổ chức cũng vinh dự được đón tiếp các anh chị là đại diện của các cơ quan báo chí,